Dạ được. Vô bà con ơi, step bà con ơi. Quanh bốn đâu rồi? Khi ổng lên mày. Lên bốn đang ngồi dưới rồi. Sao cho ổng lên cho nó ăn đồ chơi đó. Vô bà con ơi. Đang ăn steak ngon lắm, vô đây vô đây. Câu chuyện sẽ bắt đầu nếu như cái này trên 5.000 like. mới 2.000 mấy rồi. Mẹ có sao lại cái cha 4.000 rồi, xin lỗi em ra giá lại 10.000 lẻ vậy, tôi thấp quá rồi, 5.000 mấy rồi, 6.000 10.000 10.000 quý vị ơi, 6.5 rồi, 7.000 mấy rồi, 10.000 là bắt đầu vô câu chuyện nha. Xin được đi lễ xuống đầu năm nha. Sao lẻ vậy ta, 8.000 mấy rồi, 9.000 chết rồi, lẻ vậy rồi, xôi rồi 10.000 rồi, 60.000 như lời đã hứa thôi rồi. Bắt đầu có gì. Các bạn thân mến, Trấn Thành đang ngồi ăn steak rất là ngon, cho các bạn coi cái cục steak, các bạn mới quan mang. Trời ơi đây đó trời ơi. Nó bằng cái mặt của tôi, trời ơi trời, có 400 gram. Steak này là steak Mỹ America đem về. Mà ai đem? Một cái người cực kỳ uy tín trong nghề. Qua luôn. Đó là nghệ sĩ Dân Sơn. Có bận Sơn vô phải lên 15.000 nha. Dạ đúng rồi. Bữa nay là Trấn Thành mới 15.000 thôi. 15.000 rồi thiệt nè. Bữa nay Trấn Thành mới vừa diễn xong ở Viso, ở sân khấu Viso quanh Vân Sơn, khán giả full rạp. Bữa nay rạp sửa lại mới đẹp khang trang, lộng lẫy như mơ luôn. Đây là steak mà anh Sơn đích thân làm, Trấn Thành ăn luôn, rất là quý, cảm ơn anh trai. Đó, bây giờ nhường sân khấu lại cho anh Sơn nói chuyện. Anh Đức nữa kìa. Bây giờ em không muốn nói dạ nhiều, tại vì... Đúng rồi, bây giờ nói vô, anh Đức chuyện. Mày dựng cái mặt mày vô cho người ta thấy, thấy cực khổ không? Cái dưới thấp quá đây nè. Xỉa vô, anh Sơn anh chị là thích chỗ nào, sắn đúng chỗ rồi. Đó. Xỉa cái dân điện đó, liền. Cắt liền. Đó, cắt liền. Bỏ vô miệng. Đó, ngay cái miếng mình nó có mỡ, dương dương, ngon quá. Mà vui nhất là cái này dĩa của mình á, ừ, đúng không hỏi gì luôn á. Còn dĩa cái bên của tôi nè. Mày ăn hàm hồ vô ý. Mày ăn đầu năm mày ăn trên giọng cha giọng mẹ người ta, cái dĩa bò người ta để ra cho tao chứ cho mày à. Mà cái miếng ăn là miếng tồi tàn. Xin lỗi, xin lỗi quý vị và dạ. Tì đó, xin lỗi quý vị dạ. Nói năng nữa kìa. Không có sĩ diện luôn mà. Nó không có sĩ diện luôn, nó ăn đánh rơi nhân cách luôn mà. Ăn ngon phải ăn chứ để nó nói không à, nó nói ngồi. Có nghĩa là ngon quá chưa nói được, phải dạ không? Khoảng miếng nữa. Không mà cái này ngon thiệt quý vị, em thề luôn á. Ăn hết cái đó đi rồi còn cái này của tôi. Thơm quá. Mà tôi không ăn. Ủa Hoàng rapper. Vậy sao vẫn ăn bằng bơ. Em ăn nhiều anh đi. Cảm ơn anh. Mãi hai trả tiền. Bây giờ từ nè. Để cho chủ rạp nói là tại sao cái bò này nó ngon như vậy cho em biết lý do. Không, thứ nhất là cái bò này cái bò mà bò Mỹ dạ, mang từ Mỹ về. Và cái bò này thì không cho nói là hạng nhất, nhưng mà nó là USDA Choice, có nghĩa là đứng hạng nhì ha. Và cái miếng một cái miếng bò mà ở đây đó là nó phải 400 gram. Wow. Đặc biệt là cái nguyên liệu của nó là ngon rồi. Nguyên liệu của nó là ngon là mình sẽ có một cái dĩa thực phẩm, một dĩa thức ăn, một dĩa steak ngon 50%. 50% còn lại là do lửa, do thời gian và do nêm nếm. Đồng ý luôn. Đúng không? Vậy đúng do không? Cái người làm có tâm hay không? Mời quý vị bữa nào đến nhà hàng của Vân Sơn nằm ở trên 147 Cách Mạng Tháng 8. 147 Cách Mạng Tháng 8, quận 3. Quận 3. Nằm ở bên hông cái rạp Nam Quang cũ, có nghĩa là bây giờ là The Viso đó. Ngay ngã tư Cách Mạng Tháng 8 với lại Võ Văn Tần. Quý vị nào mà có duyên, Vân Sơn sẽ vô bếp làm miếng steak cho quý vị ăn. Như Trấn Thành ngày hôm nay, như anh Đức ngày hôm không nay. Không thề. Em thề luôn quý vị là quá ngon luôn anh. Thề luôn. Để nói xong rồi là ăn thôi. Em là không bao giờ. Quý vị những ai có đợi gì? Những ai mà đã biết đến Trấn Thành là biết là Trấn Thành không bao giờ quảng cáo cái gì mà nó dở hẹt. Cái gì dở là không quảng cáo. Em có vì tiền mà em quảng cáo. Đây là người anh trong nghề, cái thứ nhất kính trọng. Cái thứ hai ngon thiệt. Ngon. Thật sự phải không? Thật sự. Rất là ngon. Quá ngon, đẳng cấp. À, như thế này nè, nói như thế này, tại vì anh Vân Sơn đi ở khắp nơi thế giới, dạ, ăn bò rất nhiều, ăn steak cũng rất nhiều nơi, đúng. Thành ra mình rút kinh nghiệm, mỗi một nơi có một chỗ ngon khác nhau.
và đặc biệt là cái hương vị của người Việt Nam mình á, thưởng thức miếng steak nó khác với lại cái hương vị của người Tây. Em đồng ý, đồng ý chưa? Cái miếng này của anh Sơn nè, nó có mùi Việt Nam đó. Bò Mỹ mà mùi Việt Nam nha. Steak Tây nó hơi khó ăn chút. Đúng, đúng. Nó gần gũi gia vị người Việt. Mặc dù bên em đi diễn bên Tây nhiều đúng không? Đúng. Em diễn bên Mỹ tất cả những sòng bài nó là nhà hàng nó là 5-6 sao hết. Nhưng mà nó đem miếng steak ra mình ăn không ngon bằng miếng steak này. Đồng ý không? Tại vì đây là cái rút kinh nghiệm của bao nhiêu năm kinh nghiệm, cái gia vị. Đúng rồi, cái cách mình nêm nếm làm sao cho người Việt Nam mình ăn mình thích. Không, em nói thiệt cái này là quá ngon luôn, ngày mai quý vị phải ghé ăn liền. Không có nơi nào có ở Việt Nam mà ăn trời, trâu đi rượu chát nó trời chắc chết. Có không? Khui cho rượu chát nha. Bây giờ nó tiếp nha. Rượu đỏ nha. Cho chai rượu đế đi anh. Dạ. Mày đi ăn bò ăn rượu đế con này. Có cần lau đâu? Có cần lau. Có cần ngâm với lại xăm không? Sao không? Rượu đế. Một ly đừng nghe, đừng vui nha, cho một ly thôi. Bạn mình bao nhiêu người? Em không biết uống. Đây, bạn này bạn Phương. Quản lý anh Hoài Linh nè. Lát anh Hoài Linh sẽ diễn tới nơi. Đây là Khoa. Khoa là người đánh nhạc, là music entertainment. Các bạn thấy không? Cái đây, quên nó phải điên vòng cho mọi người thấy. Trời đất ơi. Má ơi, cái không gian đẹp hú hồn. Nhìn đi. Trời ơi, như cung điện nè trời. Nè. Đó. Không gian vậy còn nói gì nữa? Còn nói gì nữa các bạn? Còn nói gì nữa? Ai nè làm ơn nha, người yêu hay là đã cái là người yêu hẹn hò đồ đó. Trời ơi, tới đây nó đẹp. Đưa bạn gái vô ngồi, hai đứa chai bợn ngồi cái ném 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 cho em đi rượu. Nó nghe nè. Nó nói cho cố vô cái miếng này nè, không có ăn được sao hết. Nóng ăn ngon, cắt luôn cái này nè. Ăn đi Khoa. Ăn đi Khoa. Sau cái livestream. Xong chắc chắn mày chết, xong liền mày chết. Xong là nước miếng nó chảy hết rồi. Ăn đi Khoa. Tê tái luôn á, ăn rồi. Nhức nhói luôn, nhức nhói tâm can luôn. Không cần chấm gì hết đúng không? Không cần một miếng sốt nào hết. Đúng chưa? Cái bò mà ăn chấm nó xưa rồi. Ừ. Cái steak ở nước ngoài là ở trong rất là lạ. À. Mà cái sốt ở ngoài lại là rất khó ăn. À. Còn cái này là thấm muốn đồ đỏ có đồ đỏ liền. Cái sốt nó tươm ra trong miệng. Câu được ước đấy đồ đỏ. Bây giờ con số lên 24.600. Quá. Bây giờ nếu cái này mà lên 30.000, ngày mai anh Nhân Sơn sẽ có hai voucher cho hai người đến đầu tiên trong ngày, đồng ý không? Hứa luôn. Nếu mà cái này mà lên 30.000, anh Luân Sơn sẽ có hai cái voucher giảm giá 10% cho hai vị khách đến đầu tiên ở nhà hàng ngày mai. Rồi, một cái người phục vụ rất đẹp trai đang rất lụa chúng ta. Dạ vâng. Đẹp trai em quá. Ồ, cảm ơn em, happy hot boy. Ừ, cho miếng, cảm ơn em. Phục vụ là tuyển từ cuộc thi Nam Dương không đó. Ờ, hot boy đấy em. Có gia đình chưa cưng? Chưa hả? Chưa bồ luôn hả? Không hay thẳng? Thẳng hả? Ừ. Hay quá. Xuống tội đọc liền, giới thiệu liền. Đọc xuống tội liền. Đọc đi rồi cháy máy. Đọc đi cháy máy. Nó bị một lần rồi. 113 là tới nhà mày. Không, gọi 911. 911 qua bên kia. Mày. Yeah. Bây giờ 26.000 rồi nha. 30.000 là ngày mai có hai cái voucher liền. Ngon không? Mai nhà hàng bắt đầu từ mấy giờ anh? Ngon quá anh sao? Đúng ra đó là nhà hàng mở cửa từ 7 giờ sáng. Nhưng mà nếu mà muốn ăn steak cho ngon, ăn steak phải tối. Là chiều tối, 6 giờ chiều ghé. 6 giờ chiều nhà hàng sẽ bắt đầu phục vụ steak ngon. Ai ngày mai đến đây đầu tiên 6 giờ chiều sẽ được hai cái phiếu ăn suất ăn giảm giá 10%. Không, 10% thì nó hơi yếu. Yếu quá à. 50%. Chảnh luôn. Đồ chơi mà. Tới à. Cái này nhà mà em đặt người mới. Nếu mà vậy chứ phải thành lắm trước. Nếu mà vậy cho 4 người luôn đi. 4 người đầu tiên, 4 khách đầu tiên, hai cặp đầu tiên. Rồi đồng ý. 27.500 rồi. 30.000 like sẽ có 4 vị khách đầu tiên đến nhà hàng Viso ngày mai 6 giờ chiều. Đi trời ơi. Anh mày Linh. Ngồi đây. Cắt cho Linh ăn miếng nè. Lát lên Linh diễn cái gì? Ăn thịt bò. Nói toàn là khẩu hình không à. Nè bây giờ 28 ngàn rồi. Bây giờ như vậy nè. Anh mở. Anh đang mở phải không? Anh đang mở nè, cắt miếng mở. Tại vì anh Linh á, Hoài Linh anh biết là anh Linh là một cái người mà không có thích ăn. 29 ngàn rồi. Một không ngàn thích nữa, ăn đồ Tây. Sơn ngồi 30 ngàn liền rồi kìa, cháu ơi. Ngày mai lỗ rồi. Mai lỗ. Anh Linh không ăn đồ Tây nhưng mà đây là một miếng thịt bò, đây là một miếng steak. Rồi 30.000 luôn rồi, anh Sơn 30.000 rồi. 30.000 rồi. Câu được ước đấy. Đã 30.000 rồi, ngày mai 4 vị khách đầu tiên đến nhà hàng Biso sẽ được nhận phiếu voucher giảm giá 50% khi ăn steak ở đây. Done. Nè anh lên ăn nè. Xuất sắc.
đây còn mà. Nói gì nữa, có ai thấy ăn bà ba ăn steak miệng nè cưng. Đây là do em chúng ta phải diễn trước xong không anh muốn nè. Vô anh em ơi, vô đứng vô đứng ơi, 1 2 3 rồi cùng đi cái, cùng đi cái, cùng đi thôi mà. Xuất sắc quá nè, rượu ngon luôn má ơi, cái rượu gì vậy, cái rượu quỷ gì mà ngon vậy, đúng đúng bài luôn á, to mới ngon này Thành ơi. Tao ăn nữa, ăn nữa đi, ngon thiệt anh ơi. Thì nói thiệt luôn, ngon thiệt. Không, anh nói thiệt đó, Linh là rất là không Linh là anh kén ăn lắm á, anh không có ăn đồ Mỹ mà đồ đâu. Đồ Mỹ nha, nhưng mà anh biết cái này Linh thích. Tại vì đây là bò Mỹ steak nhưng mà làm của vị Việt Nam. Đúng không? Nè Linh nè, tặng cho em. 34.000 rồi trời. Ba mấy ngàn rồi kìa. Bà con vui quá. Quá vui luôn á. Xin lỗi là em đang thèm quá em ăn. Quên nữa, 34.000 người vào bà con bây giờ lại. rảnh nha, lát nữa lên trên trang của anh Linh coi cái Suya đối mặt tập 2 đi kìa, đây nè, lên rồi kìa, Suya đối mặt tập 2 kịch dài Trấn Thành với Hoài Linh diễn, với lại ai mà thích hài ma thì vô trang Trấn Thành Thao coi được hôn đi, được hôn tập 1 có rồi, Trấn Thành Thao vô trong đó. Hoàng Đáp Bên hình như bài số 2 rồi phải không? Dạ, bài số 2 tới rồi cho Hoàng, cái đầu 3 phút. Cái đầu mày kỳ vậy Hoàng? Dạ, em vẫn nối chương trình cho anh Linh mà. Ủa, nó hát thì anh đó mà. Nó hát bao nhiêu bài vậy? Dạ, 2 bài. 2 bài. Bài số 2 là sao không Linh? Dạ. Quốc Hương. Không, bây giờ mới 2 bài 2. À, mới bài 2 thôi. Trời ơi trời. Chết thì chưa. 35.000 rồi Dân Sơn ơi. Được ăn được không? Bà mà 40.000 thì không biết sao chuyện gì xảy ra nữa. 40.000 anh Dân Sơn cho ra anh Phi người ta. Nhà hàng riêng phố gặp khách đó là miễn tiếp. Bà con vô 40.000 đi cho anh Dân Sơn, anh cho em ăn được 1 tháng em. À có... là bà con 40.000 là anh Quỳ Linh sẽ được ăn steak free 1 tháng ở đây. Chó rồi. Nhức nắp quá. Nãy giờ chưa ăn này, giờ mới ăn nè. Đó. 36.000 thì Dân Sơn ơi. Lát lên 40 liền giờ nè. Bây giờ nói cho anh em nghe nè, sở dĩ tại sao mà mình mở nhà hàng này, thứ nhất á là anh Sơn về Việt Nam làm việc ở đây, gia đình về, vợ về, con về, anh em về, nên thứ nhất là mình cần phải có cái chỗ mình ăn cho an toàn thực phẩm, ngon lành đàng hoàng, sau đó sức khỏe anh em nghệ sĩ mình tới ăn một cái chỗ mà chắc chắn những thực phẩm này là anh ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, anh Sơn ăn, anh em ăn, đúng không? Mở phải không? Mở để cho anh xin đó, không ăn mỡ cho em ăn mỡ. Có rồi. Các bạn ơi, ở đây mà tối là anh Sơn anh định mở tới 2-3 giờ đó. Anh em nào mà có mà lay rai nói chuyện cần không gian đẹp để uống rượu, những chai rượu ngon, Sơn có rất nhiều rượu ngon. Qua đây ghé ngang đây. Của em nè. Đưa đĩa của em đây. Có. Thôi giờ em đi làm. Nóng miếng được miếng rồi đi. Miếng. Xong rồi. Không, lên miếng nữa đi. Lát em nào, miếng này ngon nè. Không, miếng này ngon. Miếng đi. Em ba ơi, ba anh bốn. Anh bốn đi làm. Bà anh bốn anh diễn rồi, tới giờ anh bốn diễn rồi. 39.000 người, 40.000 người luôn rồi. Wow. Em ăn rồi. Xuất sắc. Quá ngon. Ngày mai là giảm giá là hợp lý luôn rồi, quá hợp lý. Ngày mai 4 người vô đầu tiên, 6 giờ chiều là giảm giá 50%. Nhớ nha chị. Hứa khán giả rồi, hứa khán giả là 40%. 6 giờ chiều ai người vô đầu tiên 4 khán giả sẽ được nhận giảm giá 50%. Rồi, mua mấy con 100.000. Khai luôn rồi đó. Chủ nhà hàng khai luôn rồi. Tiền công rồi, nấu nướng rồi. Ủa em không phải luôn nhiều hết. Dạ dạ, cảm ơn anh. Còn quá ăn nhiều quá. Coi được hôn đi, vô Trấn Thành Thao đi các bạn. Đúng rồi. Dạ, vô Trấn Thành Thao coi được kho tập 1 đi, 2 hài ma. Ở đây nếu ai muốn đặt bàn thì các bạn gọi số này, số mấy à, gọi số nhanh, gọi đặt bàn, đặt bàn nếu mà muốn đeo reservation á, đặt bàn. Các bạn hãy gọi số 028 7300 6748, không mua ngay tổng đài nha, 028 7300 6748 48. Cắt miếng coi, rồi cái này mình cụng cái này vô cụng bò đây, gọi là bò cụng.
Nói gì nữa? Alo. Hồi nãy trước khi mà đã miếng sách ra đó, cái này nói 400 gram em ăn gì hết. Đúng không? Ừ. Đấy. Đúng không? Anh nói là 400 gram em không. Trời ơi, quay đến nước này trời ơi. Cái gì mày? Vật vờ cái này trời. Em đi kiếm nước uống. Danh hài Hoài Linh cũng sẽ được một tháng ăn free ở đây. 40 ngàn rồi anh. 40 mấy rồi? Tuần tuần lại 40 ngàn rồi. 4 mấy rồi? Lại 40 rồi á. Trời ơi, con được ăn một tháng. Để nói nó cho, để nói nó cho. Em nói là 40 ngàn like, 4 tháng. Mọi người vô coi 40 ngàn like được ăn 1 tháng thịt bò free ở đây. Cảm ơn bà con đã ủng hộ cho em thêm máu. Ăn một tháng là Hoài Linh mọc hai cái sừng như bò. Rồi bây giờ cảm ơn các bạn nha. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho Steakhouse mới của anh Vân Sơn ở số 147 đường Cách mạng 8 quận 3, là ngay ngã tư Cách mạng 8 với Võ Văn Tần luôn. Ngày mai 6 giờ chiều 4 vị khách đầu tiên đến đây được giảm giá 50% đúng như lời anh Trấn Thành và anh Vân Sơn đã hứa ha. Rồi rồi, chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối thiệt là vui nha. Yeah. Rồi gặp lại nha. Đừng quên vào trang Trấn Thành tao xem được hôn các bạn nhé. Rồi uống miếng này.